chồng trẻ kém 11 tuổi, Ngô Thanh Vân trải lòng về áp lực trước hôn nhân. Đám cưới thế kỷ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng ngày 8 tháng 5, hôn lễ sẽ được kiểm soát an ninh nghiêm ngặt trước lễ cưới chính thức vài ngày, đả nữ 43 tuổi viết về những tâm tư riêng. Trong chia sẻ, nữ diễn viên trút hết những áp lực đã dồn nén bấy lâu trong lòng, từ gia đình, đến chuyện tìm được người đàn ông cho bản thân, nhưng hơn hết cô tin tưởng vào con đường đã đi và hài lòng vì đã sống hết mình với tuổi trẻ dù phải trải qua nhiều va vấp trong đời. Ngô Thanh Vân cho biết, mình luôn bị áp lực, không chỉ đến từ công việc mà còn trong cả đời sống cá nhân, khi nhìn những tấm hình đôi bàn tay gân guốc có hình xăm của mình, người đẹp cảm nhận thật sự bản thân đã sống một tuổi trẻ của chính mình, thực hiện những điều mình dám nghĩ và dám biến mọi ước mơ điên loạn nhất của mình thành sự thật. Áp lực đó đến từ định kiến của xã hội là phụ nữ phải yên bề gia thất thật sớm, tự bao giờ xã hội đã đóng khung người phụ nữ đến tuổi phải chồng con đề huề, phải yên bề gia thất, cái áp lực này như ép một cái khuôn vào cổ để người phụ nữ không thể làm khác và rồi lại hối hả tìm một đối tượng nào đó để lấy làm chồng. Ngô Thanh Vân nói, chặng đường dài đó cô đã có thể vượt qua mọi lời ra tiếng vào và kiên trì chờ đợi cái ngày mà người phù hợp với mình xuất hiện. Bản thân mình đã là một đứa cứng đầu, mình nhất quyết không chịu cúi đầu trước cái áp lực đó, và dĩ nhiên mình khăng khăng đợi đến một người thật sự dành cho mình. Mặc dù sự chờ đợi đôi lúc làm mình nản lòng, và sự chờ đợi đó đã ngốn đi hết của mình hơn 10 năm, mình chưa bao giờ là người hoàn hảo nhưng mình chọn sống và trải qua tuổi trẻ của chính mình một cách đầy đặn nhất để trải nghiệm tất tần tật những cung bậc cảm xúc, và kết quả của hành trình đó là một Ngô Thanh Vân của ngày hôm nay, nữ diễn viên cô bày tỏ. Người đẹp đã chờ đợi 10 năm để có một người đàn ông đúng ý của mình nhất. Chính những chia sẻ này của Ngô Thanh Vân như tiếp thêm sức mạnh cho những phụ nữ vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhân duyên, thay vì cứ mệt mỏi vì áp lực lấy chồng sinh con, họ tự tin rằng bản thân sẽ hạnh phúc khi gặp và chọn đúng người. Cuối cùng, Ngô Thanh Vân bày tỏ quan điểm mỗi người đều sẽ có một người phù hợp nhưng phải kiên nhẫn để chờ đợi khi hạnh phúc thật sự đến, để đón nhận niềm vui đó. Mỗi người phải luôn tự tin vào bản thân từ độ tuổi, ngoại hình, gương mặt hay cá tính, để xứng đáng với những điều tốt đẹp phía trước, dù bạn có ở độ tuổi nào, thân hình nào, gương mặt nào, cá tính nào, thì bạn hãy nhớ sẽ có một ai đó vừa vặn với bạn, việc của bạn là kiên nhẫn và chờ đợi mà thôi, và cho dù bạn có như thế nào đi nữa thì hãy tự tin đẹp nhất khi khoác chiếc áo cưới lên mình trong ngày trọng đại, bước đến bên cạnh người đàn ông của đời mình và mỉm cười với nụ cười tươi nhất vì bạn xứng đáng với những điều tuyệt vời phía trước. Hãy là chính mình, yêu thương chính mình, trân trọng chính mình và hãy tỏa sáng thật rực rỡ vì bạn là phiên bản tuyệt vời nhất và đặc biệt nhất trên thế giới này, Ngô Thanh Vân nói.